Chào các bạn. Như tôi đã giới thiệu thì cái sản phẩm GS2 này là một cái sản phẩm rất là tốt trong cái việc là kích thích sự phát triển chiều cao cho các bé, đặc biệt là các bé từ 5 cho đến 19 tuổi, nhất là ở cái tuổi dậy thì. Thì đây là một cái sản phẩm mà nhà sản xuất người ta đã đưa vào cái thành phần công thức của nó gồm có vitamin D3, có canxi, có vitamin K2 và đặc biệt ở đây canxi thì nó có hai dạng. Một dạng là canxi hữu cơ được lấy từ cái tảo biển đỏ, và trong cái tảo biển đỏ chúng ta biết rằng là nó có cái aquamin F là một cái mà có cái cấu tạo dưới cái dạng xốp như tổ ong, và cái canxi ở đây là rất dễ hấp thu vào cơ thể thì nó được hấp thu rất là tốt. Thứ hai nữa là canxi gluconat ở dưới dạng nano thì đây cũng là một cái dạng canxi mà rất dễ hấp thu cho trẻ, và đặc biệt hai cái loại canxi này thì nó không gây ra các cái gọi là biến chứng hay là các cái phản ứng phụ như là lắng đọng canxi trong đường tiết niệu hoặc là thận để mà gây ra cái sỏi, hoặc là ở trong cái thành mạch của mạch máu, những cái tổ chức vữa xơ động mạch, thì hai cái dạng canxi này thì nó gần như không gây ra cái lắng đọng canxi ở trong thành mạch, cho nên là cái nguy cơ mà không tốt đối với sự lắng đọng canxi trong cơ thể thì gần như là được loại bỏ ở trong cái sản phẩm GS2 này. Thế một cái điểm nữa là trong cái sản phẩm này thì đã được Bộ Y tế cấp phép và lưu hành trong toàn quốc với cái dạng tức là sử dụng cho các cái trẻ em hoặc là những cái người cần tăng cường cái sự bổ sung canxi và phát triển chiều cao. Cái sản phẩm GS2 này thì được sản xuất trên dây chuyền sản xuất với một cái công nghệ tiên tiến đạt tiêu chuẩn GMP và đạt cái tiêu chuẩn HACCP hiện nay, và chúng tôi hy vọng rằng là cái sản phẩm này cũng sẽ được mọi người đón chào và sử dụng phổ biến cho các cái cháu cần tăng trưởng chiều cao. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.